Trân trọng xin kính chào quý vị đồng nghiệp cũng như là quý vị khán giả tham gia cái chương trình hôm nay. Sau đây tôi cũng rất là vui mừng được tham gia chương trình và góp vào một cái bài trình bày. Cái nội dung trình bày của tôi ngày hôm nay là điểm lại những nghiên cứu về ung thư vú giai đoạn sớm và có phần thuộc phần nhóm hụt thụ dương tính HER2 âm tính, những nghiên cứu được cập nhật năm 2023. Đầu tiên thì tôi có cái tuyên bố trong cái nội dung trình bày này. Thứ nhất là nội dung trong bài báo cáo này nhằm mục đích là thảo luận về dữ liệu khoa học cập nhật. Nó không có giá trị hướng dẫn áp dụng trong điều trị thực hành lâm sàng thường quy. Trong chương trình này thì các bác sĩ lâm sàng tham gia cũng như tất cả các bác sĩ sử dụng các kiến thức này không có nhằm mục đích là để điều trị. Chúng ta cần phải tham khảo các khuyến cáo tại Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý trước khi quyết định điều trị bệnh nhân. Những trường hợp ngoài những người tham gia, những đồng ngoài là đồng nghiệp của chúng tôi là các nhân viên y tế, thì các quý vị nếu như tham gia chương trình này không phải là nhân viên y tế thì chỉ nghe những cái thông tin này với những cái thông tin ban đầu, và đặc biệt là chúng ta không có trao đổi lại các thông tin này với người khác, ngoại trừ những khi chúng ta băn khoăn thì chúng ta cần phải hỏi lại trực tiếp bác sĩ điều trị của mình. Đầu tiên là về trong cái nhóm thư vú có thụ dương tính thì chúng ta thấy là những cái điểm mà rất là quan trọng chính là chúng ta làm sao phân biệt được cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. Vì đây là những cái điểm mà mấu chốt để chúng ta lựa chọn điều trị, và đây cũng là điểm mà chúng ta gặp nhiều cái khó khăn hiện tại ngày hôm nay. Thì đối với nhóm thụ thể nội tiết dương tính, với cái suy nghĩ thông thường đây là nhóm tiền lượng tốt, và đặc biệt là khi thụ thể phát triển mô là âm tính nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ tái phát trong vòng 5 năm vẫn còn cao, đặc biệt ở trong những cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cao. Và cái việc đầu tiên là những cái bệnh nhân mà tái phát, nguy cơ tái phát trong 5 năm chính là định nghĩa là những cái nhóm nguy cơ cao. Trong những yếu tố quyết định thì vấn đề nguy cơ tái phát của bệnh nhân, trong đó chúng ta thấy là có giai đoạn thể hiện bằng kích thước khối u, tình trạng di căn hạch hay là cái tình trạng mô, mức độ mô bệnh học. Những cái điểm này chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng, cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân, cũng như là ngoài ra thì chúng ta thấy là nó cũng có thể liên quan đến cái vấn đề đột biến gen, như tình trạng biểu hiện mức độ cao hay thấp của thụ thể phát triển, thụ thể nội tiết là những yếu tố cũng là những yếu tố chúng ta có thể tiên lượng được những cái phân loại này, nhóm nguy cơ cao hay nhóm nguy cơ thấp. Chúng ta cũng thể có một số nhóm là nuôi đầu B hay là HER2-ENRIC, là những cái nhóm mà chúng ta thấy là gần đây chúng ta được quan tâm thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề tương lượng của bệnh nhân ung thư vú. Việc thất bại điều trị nội tiết thì chúng ta thấy cũng còn có những cái vấn đề liên quan đến tình trạng biểu hiện cay 67. Những yếu tố này chúng ta thấy đều có thể là góp phần ít nhiều vào cái tiên lượng chung của ung thư vú, và chúng ta sử dụng các yếu tố tiên lượng này một cách đơn lập hoặc là chúng ta phối hợp các yếu tố khác nhau để chúng ta đánh giá tình trạng nguy cơ cao ung thư vú. Và khi mà chúng ta thấy là ung thư vú nguy cơ cao có thể tái phát sau 5 năm, trong vòng 5 năm sau đi điều trị, thì chúng ta thấy nó cũng có những yếu tố có thể ảnh hưởng đến các vấn đề này. Chúng ta thấy là ở đây là trong nghiên cứu đánh giá các bệnh nhân ung thư vú từ năm 1976 đến năm 2011, và chúng ta thấy là những cái bệnh nhân này đều nhận được 5 năm điều trị nội tiết, và cái thời gian sống thêm của bệnh nhân thì chúng ta thấy là ở đây liên quan đến tình trạng di căn hạch. Chúng thấy là cái tỷ lệ tái phát vào di căn xa của bệnh nhân, đặc biệt là di căn xa, nó tăng lên rất là nhiều. Chúng ta thấy là ở nhóm mà có đường màu xanh lá cây rất là thấp, có thể tỷ lệ tái phát khoảng 22% thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy là nếu mà di căn từ 4 đến 9 hạch thì tỷ lệ tái phát đến 52%. Và chúng ta thấy là những yếu tố của nhóm bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, đặc biệt là chưa di căn hạch, nhóm di căn hạch là cái nhóm mà chúng ta thấy tiên lượng tốt hơn. Và qua cái slide vừa rồi chúng ta thấy là yếu tố di căn hạch cũng là yếu tố rất là quan trọng tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ cao, và số lượng hạch di căn cũng là yếu tố cũng quan trọng để chúng ta phân tầng những cái nhóm nguy cơ cao hay là rất cao. Yếu tố tiên lượng đối với những bệnh nhân tiền mãn kinh thì chúng ta thấy là qua nghiên cứu Soft Entech thì chúng ta đã bước vào phần nào chúng ta thấy có những cái kết quả về các yếu tố tiên lượng, và chúng ta qua nghiên cứu này chúng ta thấy tuổi cũng có thể, rồi mức độ mô học và đặc điểm K67, tình trạng, ví dụ tình trạng đặc biệt là tình trạng biểu hiện của progesterone cũng là yếu tố tiên lượng trong nhóm bệnh nhân này. Đặc điểm điều trị, các phương pháp điều trị truyền thống ung thư vú giai đoạn sớm mà có thụ thể dương tính, HER2 âm tính thì chúng ta thấy là nói đây điều trị truyền thống, tức là những cái phương pháp điều trị kinh điển từ trước nay chúng ta vẫn sử dụng. Điều thứ nội tiết là phương pháp điều trị phổ biến với cái việc sử dụng là các cái thế hệ khác nhau thuốc nội tiết như là thuốc tamoxifen hay các cái thuốc ức chế enzyme aromatase, hay là ức chế buồng trứng, hay là chúng ta có thể kéo dài thời gian điều trị nội tiết từ 10 thêm 5 năm nữa là có thể kéo dài đến 10 năm.
hay điều trị hóa trị vẫn là những cái điều trị cơ bản trong những bệnh nhân có nguy cơ cao. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là mặc dù với tất cả những điều trị này thì trong vòng 10 năm gần đây chúng ta thấy là cũng rất là nhiều các bệnh nhân mà cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân thì được thể hiện rõ, và đặc biệt là chúng ta cũng có nhiều các nghiên cứu mới để sử dụng các phương pháp điều trị mới hơn cho những nhóm bệnh nhân này. Đấy sẽ là những nhóm bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là có nguy cơ cao nhưng lại chưa được điều trị một cách hiệu quả nhất. Nghiên cứu MONASH-E là nghiên cứu đầu tiên mà chúng ta thấy là được trình bày ở đây. Đây là nghiên cứu trong nhóm điều trị bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm mà có nguy cơ cao và có di căn hạch. Bệnh nhân được điều trị bằng abemaciclib và kết hợp với nội tiết. Ở đây thì cái nghiên cứu này là nghiên cứu theo thuật ngữ y khoa, thì đây là nghiên cứu phân ngẫu nhiên, phân nhãn mở và pha 3 đa trung tâm. Bệnh nhân này, các bệnh nhân được phân thành hai nhóm, là cái nhóm bệnh nhân có di căn từ 4 hạch trở lên, và nhóm thứ hai là bệnh nhân có di căn 1 đến 3 hạch. Thì trong các cái nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy được điều trị bằng hoặc là bằng abemaciclib kết hợp với nội tiết hoặc là điều trị nội tiết. Thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy đánh giá yếu tố primary endpoint hay là yếu tố kết cục chính là mức cái tình trạng tái phát của bệnh xâm nhập. Và ngoài ra thì chúng ta thấy cũng đánh giá phân tầng thông qua K67 hay là những cái đặc điểm như ngoài ra chúng ta cũng đánh giá thêm cái đặc điểm liên quan đến thời gian sống thêm cũng như là chất lượng cuộc sống. Lợi ích sống thêm không bệnh của bệnh nhân ung thư vú không thụ thể nội tiết dương tính giai đoạn sớm nguy cơ cao được thể hiện trong nghiên cứu MONASH-E thông qua cái giá trị thời gian sống thêm không bệnh, bệnh không tiến triển, bệnh sống thêm không bệnh thâm xâm nhập. Thì ở trong cái quần thể tổng thể của nghiên cứu này chúng ta thấy theo dõi thời điểm 4,5 năm thì cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta cũng thấy rằng cái đường cong màu đỏ á, là cái đường cong chúng ta thấy bệnh nhân được điều trị bằng nội tiết đơn trị, còn cái đường cong màu xanh này chúng ta thấy nằm ở phía trên là chúng ta điều trị bằng abemaciclib kết hợp nội tiết. Thì cái sự khác biệt nó có ý nghĩa thống kê khi mà cái p-value là nhỏ hơn 0,001 và cái chỉ số HR, chỉ số chênh là 0,68, là biến thiên từ 0,59 đến 0,772. Và đây là những yếu tố đầu tiên, những cái kết cục đầu tiên chứng minh cái vai trò của cái điều trị kháng CK46 trong điều trị bổ trợ. MONASH-E thì cũng được phân tích dưới nhóm mà chúng ta thấy cũng có những cái lợi ích của các phân tích dưới nhóm. Ở đây chúng ta thấy là khi mà cái đặc điểm bệnh nhân, đặc biệt là cái tình trạng bệnh nhân, tuổi của bệnh nhân cũng là những yếu tố mà chúng ta thấy là có thể phân tầng những cái yếu tố nguy cơ. Đặc biệt là chúng ta thấy là chỉ số HR là 0,666 ở những tính toàn thể nhóm nghiên cứu, và ở trong những bệnh nhân mà trẻ tuổi là dưới 65 tuổi thì chỉ số HR là 0,64. Còn ở nhóm trên 65 tuổi thì chỉ số HR là 0,67. Chúng ta cũng thấy là cái đánh giá cái tình trạng mà có cái bệnh không thời gian không sống thêm không bệnh ấy, bệnh không tái phát ấy, chúng ta thấy là cái chỉ số HR nó cũng có cái tổng thể nó cũng có sự khác biệt ở cái nhóm bệnh nhân mà dưới 65 tuổi và trên 65 tuổi. Đánh giá thời gian sống thêm toàn bộ sau 4,5 năm thì chúng ta cũng chưa thấy có sự khác biệt, nhưng mà xu hướng thì chúng ta cần phải đánh giá thêm cái thời gian, chúng ta cần phải cái sự cái dữ liệu nó cần phải được đầy đủ hơn khi mà cái phân biệt cái số lượng bệnh nhân tử vong nhiều hơn nữa ở cả hai nhánh này, chúng ta mới có thể phân biệt được lợi ích của cái nhóm này. Nguy cơ tái phát và di căn thì cũng được chứng minh phần nào ở trong các cái đánh giá. Ở đây thì chúng ta thấy là tại thời điểm theo dõi 4,5 năm thì tỷ lệ tái phát ở cái bệnh nhân mà bệnh tỷ lệ tái phát có di căn ở những cái bệnh nhân mà điều trị nội tiết đơn trị là có xu hướng cao hơn ở trong cái nhóm bệnh nhân mà có điều trị nội tiết kết hợp với abemaciclib ở các cái phân nhóm khác nhau tại thời điểm đánh giá của OS theo giai đoạn OS 1A2 cũng như là 1A3. Và chúng ta qua cái nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy cập nhật bước đầu ở khuyến cáo quốc tế thì thấy abemaciclib cũng như kết hợp với nội tiết đã được điều trị trong điều trị bổ trợ. Khuyến cáo thì được FDA hay ASCO hay NCCN là những guideline tương đối phổ biến trên thế giới. Ngoài ra chúng ta thấy ESMO cũng đã khuyến cáo những cái bệnh nhân mà có nội tiết dương tính, có thụ tiết dương tính, thụ thể phát triển mô âm tính, đặc biệt là có nguy cơ cao, thì chúng ta thấy có thể có áp dụng phương pháp điều trị làm mới này, đặc biệt là những bệnh nhân mà có di căn hạch. Chúng ta bước vào một cái nghiên cứu nữa cũng mới được cập nhật, đấy là nghiên cứu Natalie. Ở đây thì ribociclib kết hợp với nội tiết cũng được điều trị bổ trợ cho những bệnh nhân ung thư vú do giai đoạn sớm có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao.
chúng ta thấy có một sự khác biệt nhất định ở đây, chính là bắt đầu chúng ta thấy là những cái bệnh nhân nguy cơ trung bình cũng có thể có lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng CK46, và nghiên cứu này thì chính là đánh giá ngoài cái nguy cơ cao và nguy cơ trung bình nữa. Đây cũng là một nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên nhãn mở và đánh giá và đa trung tâm đa quốc gia, ribociclib điều liều 400 mg kết hợp với nội tiết so với điều trị nội tiết tiêu chuẩn 5 năm. Bệnh nhân thì cũng được cải thiện IDFS ở thời điểm 33,3 tháng. Tức là chúng ta thấy là cái hai đường cong nó cũng tương tự như cái nghiên cứu Mulachi, thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt nó cũng có cái sự khác biệt ở chỉ số P một phía. Chúng ta thấy là đánh giá thì thấy là P bằng 0,006. Cái chỉ số HR thì cũng có xu hướng ở cái phía thiên lệch về cái hướng điều trị ribociclib kết hợp với nội tiết. Và cái chỉ số HR là 0,749. Nghiên cứu Latali thì cũng được phân tích một số các phân tích dưới nhóm, thì chúng ta thấy là có một số các dưới nhóm có lợi ích ở đây. Trong đó thì cái thời gian, cái bệnh nhóm bệnh nhân mà có bệnh nhân tiền mãn kinh hay bệnh nhân mãn kinh thì chúng ta thấy đều có cái sự khác biệt, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân tiền mãn kinh và bệnh nhân nam giới thì sự khác biệt rõ rệt hơn. Ở cái phân đánh giá những bệnh nhân mà có trước đây có điều trị bằng hóa trị hay là chưa điều trị hóa trị thì nhóm bệnh nhân điều trị hóa trị cũng có tiên lượng tốt hơn. Những cái bệnh nhân mà có bộ độ mô học 2, những bệnh nhân mà có tình trạng di căn từ 1 đến 3 hạch, hay là những cái bệnh nhân mà những bệnh nhân mà có di căn hạch nói chung, thì chúng ta thấy là ở những cái phân tích dưới nhóm ở trên thì chúng ta thấy là cái chỉ số HR nó đều lệch về phía một phía so với cái điều trị, so với khi mà chúng ta so sánh điều trị ribociclib cộng với điều trị nội tiết so với điều trị nội tiết đơn thuần. Tuy nhiên thì Natalie cũng gặp cái vấn đề tương tự như Monachi, đó là thời gian theo dõi chưa được lâu, nên là cái dữ liệu của nghiên cứu thì chưa được trưởng thành, và chúng ta thấy là số lượng biến cố thì còn ít và không có phân biệt được cái hiệu quả của đánh giá thời gian sống thêm toàn bộ tại thời điểm khoảng gần 3 năm. Dung nạp thuốc thì chúng ta thấy là nhìn chung là ở các cái nghiên cứu này thì khi mà Monachi hay là Natalie thì cái liều ribociclib được giảm đi thì chúng ta cũng thấy rằng cái sự dung nạp thuốc cũng rất là có vẻ như rất là chấp nhận được ở những cái bệnh nhân mà có điều trị bổ trợ. Chúng ta đều biết rằng điều trị bổ trợ thì chúng ta có thể cải thiện một cái thời gian sống thêm của bệnh nhân, cái tỷ lệ nó không phải là rất là lớn như chúng ta điều trị di căn. Như bệnh nhân thời gian điều trị thì nội tiết cần phải kéo dài từ khoảng 5 đến 10 năm. Chúng ta phải kết hợp thêm điều trị kháng CK46 từ 2 đến 3 năm nữa. Và cái việc mà kéo dài như vậy thì những cái nguy cơ mà chúng ta hay gặp phải ở những bệnh nhân điều trị kháng CK46 là giảm bạch cầu hay là có thể tăng men gan hay vấn đề tim mạch, thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái sự khác biệt ở đây của nhánh điều trị so với cái nhánh thường quy. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ bệnh nhân có thể duy trì được cái phác đồ thì cũng khá là cao. Và cái tỷ lệ nó cũng chỉ khoảng bệnh nhân mà phải dừng thuốc trong quá trình điều trị khi mà chưa kết thúc thì nó cũng chỉ khoảng dao động khoảng 20-30% thôi. Và chúng ta cũng thấy điểm này là những cái điểm mà tích cực. Điểm lại thì chúng ta thấy là ribociclib thì có thể tăng làm cái tỷ hạ bạch cầu cũng cao, và chúng ta thấy ngoài ra thì có vấn đề liên quan đến độc tính ở gan. Ngoài ra chúng ta cũng thấy có một số các nghiên cứu khác nữa cũng đang được tiến hành triển khai. Chúng ta cũng kỳ vọng là có thể khẳng định thêm được vai trò của các thuốc kháng CK46 trong điều trị ung thư vú bổ trợ có thụ thể rất dương tính và có HER2 âm tính. Một số các cái bệnh nhân thì qua phần trình bày vừa trên thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân nào có thể có lợi ích của điều trị bổ trợ bằng thuốc kháng CK46 kết hợp với nội tiết, thì ở đây trên một cái bảng chúng ta thấy có liệt kê giai đoạn của bệnh nhân ung thư vú, có chẩn đoán giai đoạn T và giai đoạn N, tức là giai đoạn khối u và giai đoạn di căn hạch. Ngoài ra chúng ta thấy cái dữ liệu được củng cố ở trong nghiên cứu điều trị bằng ribociclib là Natalie hay là Monasi với abemaciclib thì chúng ta thấy là những cái nhóm lợi ích là những cái nhóm nguy cơ cao và đối với những bệnh nhân mà điều trị Monasi, và nhóm nguy cơ trung bình và nguy cơ cao đối với những bệnh nhân điều trị bằng nghiên cứu bằng Natalie. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái nghiên cứu Monashi hay là Tateli thì cũng có, đặc biệt trong Monashi chúng ta thấy có một số yếu tố mà đánh giá biomarker để chúng ta phân biệt đánh giá được cái yếu tố tiên lượng cho bệnh nhân điều trị ung thư vú, và đặc biệt là chúng ta có thể tiên lượng được nhóm những bệnh nhân có nguy cơ cao. Thì chúng ta thấy là ở đây là những cái vấn đề như đánh giá 21 gen chúng ta thấy, hoặc là chúng ta đánh giá cái tình trạng K67 hay tình trạng thụ thể nội tiết, thì chúng ta thấy là ở trên cái bản đồ cái forest này chúng ta nhìn thấy là có cái nhóm các bệnh nhân numero A, nhóm bệnh nhân thì chúng ta thấy có cái lợi ích của bệnh điều trị bằng abemaciclib kết hợp với nội tiết,
những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta thấy là có cái tình trạng biểu hiện có cái chỉ số RNA interferon trong cái xét nghiệm Oncotype là trên 25 thì chúng ta thấy có lợi ích, và những bệnh nhân mà có không có biểu hiện, tức là bệnh nhân có tình trạng đột biến gen MYC bình thường, không có đột biến, thì đấy là những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta thấy có lợi ích của điều trị bằng bằng MonHE, bằng cái thuốc kháng C46 kết hợp với nội tiết. Và khuyến cáo để điều trị thuốc nội tiết thì chúng ta thấy cái liều điều trị thuốc nội tiết thì như bác sĩ Tú có chia sẻ từ đầu thì cái liều có vẻ nó sẽ giảm hơn so với điều trị giai đoạn di căn. Và cụ thể hơn thì ở đây ribociclib chúng ta điều trị 400 mg mỗi hàng ngày, và chúng ta thấy điều trị là chu kỳ 3 tuần điều trị và có 1 tuần nghỉ. Còn abemaciclib thì cái việc điều trị thì chúng ta sẽ sử dụng điều trị liều 150 hàng hai lần một ngày, và chúng ta điều trị liên tục hàng ngày, chúng ta không có liều nghỉ. Đấy là sự khác biệt thứ nhất về mặt liều, thứ hai là về mặt thời gian. Thì con thấy là khi mà chúng ta dùng ribociclib thì điều trị liều là 3 năm, còn đối với điều trị abemaciclib là liều 2 năm. Chúng ta thấy cái sự kết hợp với cái thuốc thì các cái thuốc nội tiết thì cơ bản là các thuốc nội tiết ở trong cái nhóm điều trị nhánh điều trị bằng ribociclib thì chủ yếu chúng ta sử dụng letrozole hoặc là anastrozole. Thị trường ở chúng ta cũng có sẵn các thuốc này. Đối với abemaciclib thì bệnh nhân được sử dụng các cái thuốc như letrozole, anastrozole, esmethan và tamoxifen, cũng như là kết hợp với cái việc là sử dụng thuốc ức chế thuốc ức chế buồng trứng. Chúng ta lưu ý ở đây không có chỉ điều trị fulvestrant. Và có một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu TRED, đây là nghiên cứu pha 2 với cái liều thay đổi khi chúng ta sử dụng abemaciclib kết hợp với nội tiết ở những bệnh nhân mà có ung thư vú giai đoạn sớm có thụ thể dương tính. Thì ở đây chúng ta thấy là những bệnh nhân chúng ta thấy bắt đầu điều trị bằng cái liều thấp hơn và sau đó sẽ tăng dần lên. Ví dụ từ ngày 1 đến ngày 14 thì bệnh nhân nó khởi trị bằng liều 50. Thì sau đó thì bệnh nhân tiếp tục được tăng dần liều đến thành liều 100 rồi tại ngày thứ 15 đến ngày thứ 28. Sau đó nếu như bệnh nhân hoàn toàn dung nạp thuốc rất là tốt rồi thì bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị bằng liều 150 mg trên 2 lần một ngày. Và chúng ta thấy là ở đây là một trong cái phác đồ để sử dụng cũng có vẻ như xu hướng mới, bởi vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng các thuốc kháng C46 thì vấn đề là cái dung nạp thuốc ở trong những cái tuần đầu tiên ấy, nhiều khi là bệnh nhân rất là khó dung nạp. Nếu ai có trải nghiệm điều trị abemaciclib thì nhiều khi chúng ta thấy là bệnh nhân chia sẻ là bệnh nhân uống xong mà bệnh nhân thấy đau bụng, sôi bụng và bệnh nhân cần phải đi ngoài ngay lập tức. Chúng ta thấy đấy là những cái biểu hiện dung nạp thuốc, và nhiều khi là chúng ta cần phải có một cách gì đó để chúng ta thích nghi cho bệnh nhân để bệnh nhân đảm bảo được duy trì được thuốc đủ 2 năm. Vì những cái trước đây chúng ta thấy là ngoài cái nghiên cứu, hai cái nghiên cứu chúng ta báo cáo ở trên, thì cái nghiên cứu ribociclib đã điều trị rồi thì cái tỷ lệ bệnh nhân thất phải dừng thuốc sau trước khi kết thúc quá trình điều trị lên đến gần 40%. Thì có lẽ là cái việc mà chúng ta đảm bảo được bệnh nhân sử dụng thuốc đầy đủ hết liệu trình là một điều rất là quan trọng khi chúng ta sử dụng các thuốc kháng C46 và đặc biệt trong quá trình điều trị bổ trợ nữa. Và một số các cái tương tác thì chúng ta, một số các cái yếu tố khác chúng ta cũng thể tham khảo thêm nếu chúng ta có cái bộ công cụ để đánh giá những bệnh nhân mà có thụ thể nội tiết dương tính, có tình trạng thu âm tính giai đoạn sớm. Một cái nội dung mà còn rất ít thời gian nữa thôi, bác sĩ Tú xin nhắc qua thêm là chiến lược quản lý tác dụng không mong muốn của điều trị tân bổ trợ ung thư vú. Thì như một số nội dung đã trình bày ở trên ấy, thì việc mà quản lý tác dụng phụ của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm mà điều trị bổ trợ kháng C46 là vô cùng quan trọng. Chúng ta có kinh nghiệm trong quản lý các bệnh nhân ung thư di căn rồi, và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà bệnh nhân dung nạp thuốc, đặc biệt ở trong những cái tháng đầu tiên là rất là khó khăn, và nhiều khi bệnh nhân sẽ vì những tác dụng phụ của thuốc mà bệnh nhân bị trì hoãn hoặc giảm liều trong quá trình điều trị, và dẫn đến là khi mà bệnh nhân có những cái e ngại việc sử dụng thuốc thì chúng ta thấy bệnh nhân nhiều khi bệnh nhân rất là sợ và bệnh nhân sẽ bỏ dở quá trình điều trị giữa chừng. Và chúng thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái phác đồ điều trị bằng kháng CK46 này, chúng ta chỉ có thể cải thiện thêm khoảng tầm 20 đến 30% nguy cơ bệnh nhân, giảm được cái nguy cơ bệnh nhân tái phát bệnh không tiến triển thôi. Mà chúng ta nếu như chúng ta có một cái số lượng khoảng vài chục phần trăm bệnh nhân bị dừng thuốc giữa chừng thì đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ không hề mong muốn. Và những cái bệnh nhân ung thư của chúng ta mặc dù là có nguy cơ cao, chúng ta chưa có những phương pháp điều trị hiệu quả, mà bây giờ chúng ta sử dụng phương pháp điều trị mới này mà chúng lại không đạt được kỳ vọng đặt ra là kết thúc quá trình điều trị bổ trợ, thì là những cái điểm mà chúng ta sẽ rất là đáng quan ngại. Và
Để kết luận cuối cùng thì chúng ta thấy là đúng tượng thư vú thì nói chung là chúng ta thấy là nhóm bệnh nhân tốt rồi, nhưng mà cái tỷ lệ tái phát thì vẫn còn. Ngay cả những bệnh nhân thư vú có thụ thể nội tiết dương tính là những bệnh nhân nhóm dường như được đánh giá là rất là tốt trong tiên lượng thì vẫn có tỷ lệ di căn và tái phát. Và những cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cao này thì chúng ta chưa có những phương pháp điều trị một cách hiệu quả và chưa được phê duyệt các phương pháp điều trị này ở Việt Nam. Và các nghiên cứu pha 3 như là Monashi hay Natali thì đã cho chúng ta những cái dữ liệu lâm sàng cực kỳ quan trọng, những cái giá trị mà chúng ta được chứng minh rằng nó có lợi ích rõ rệt, việc cải thiện thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, sống thêm không bệnh xâm nhập ở những cái bệnh nhân này. Thì chúng ta cũng thấy rằng là những nghiên cứu này cũng đã được góp phần approve ở những cái quốc gia như là Mỹ hay là Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với abemaciclib đã sử dụng khá rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã có những cái thuốc như là ribociclib rồi. Tuy nhiên là chúng ta chưa có điều kiện để sử dụng áp dụng trong lâm sàng, chúng ta cần phải thông qua các quy trình phê duyệt các cơ quan chức năng nữa. Thì những cái quản lý tác dụng phụ của các thuốc kháng CK46 là cực kỳ quan trọng. Và nếu như chúng ta quản lý tốt tác dụng phụ, chúng ta đảm bảo tỷ lệ bệnh nhân bị dừng thuốc trước khi kết thúc quá trình điều trị 2-3 năm là thấp hoặc 2 năm là thấp, thì chúng ta sẽ có thể đem lại những cái lợi ích cao nhất cho bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta thấy là những cái thuốc này đều có những cái nguy cơ liên quan hạ bạch cầu hay tăng men gan. Thì nếu như các cái vấn đề hạ bạch cầu hay tăng men gan có thể làm ảnh hưởng đến cái thời gian sống thêm của bệnh nhân thì sẽ là những cái vấn đề rất là đáng quan ngại. Và đây là những cái điểm mà chúng ta rất là cần quan tâm khi chúng ta điều trị những bệnh nhân ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính, có thụ thể phát triển mô âm tính và ở giai đoạn sớm, có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đồng nghiệp, quý vị khán thính giả, cũng như là cảm ơn ban tổ chức cho tôi có một cái không gian rất là thoải mái để trình bày chương trình ngày hôm nay.